Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm trà hoa vàng của bên mình. Như hôm trước mình cũng đã làm một cái video giới thiệu rồi. Và hôm nay mình lại giới thiệu nữa là cái sản phẩm hoa trà hoa vàng này đang rất tốt cho sức khỏe, cũng như là cái giá trị dược liệu của nó rất là cao. Nó có thể hỗ trợ điều trị ung thư đến 33,8%, tức là gần 34%. Nhưng tác dụng của nó thì mình đã giới thiệu rất nhiều những lần trước rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm này là sản phẩm sấy lạnh. Sấy lạnh hoàn toàn công nghệ đạt chuẩn Mỹ, và bên mình đang có những công nghệ sấy rất là nhiều. Các bạn có thể xem qua các kênh thông tin truyền hình đại chúng như VTV cũng đã nói rất nhiều về trà hoa vàng và cái giá trị của nó rất là cao. Thì hôm nay mình sẽ báo giá luôn về cái sản phẩm này, là hiện nay mình đang bán là 6,5 triệu một cân, và một túi này là 5 nặng. Khách hàng mua mà một gói này thì giá thành nó sẽ là 3 triệu trên một túi này. Rất là tốt cho sức khỏe. Cái này nó phòng chống đột quỵ và để ngăn các tế bào ung thư không phát triển, giữ nguyên hiện trường. Cái này khoa học đã chứng minh rất nhiều. Cái giáo sư Trần Ninh đã về đây và đánh giá rất cao về cái giá trị trà hoa vàng Tam Đảo. Chúng tôi ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được mua những cái sản phẩm trà hoa vàng tốt nhất theo số điện thoại 0798 414 414. Như các bạn nhìn thấy xung quanh tôi đây là những cây trà hoa vàng đang phát triển rất tốt và được đánh giá là những cây phát triển đúng theo khoa học và được nghiên cứu rất rõ ràng. Những cây bên này là cây Fanny. Cây Fanny Tam Đảo này thì lá nhỏ và cái thổ nhưỡng của nó cao từ 150 đến 300 mét và mọc dọc theo từ chân Tam Đảo lên đến Tây Thiên. Từ chân Tam Đảo lên Tây Thiên thì từ độ cao 150 đến 300 mét dọc theo các khe suối là xuất hiện cái cây này. Chúng tôi tìm thấy lịch sử của nó như vậy. Và lịch sử của từng cây trà hoa vàng chúng tôi sẽ giới thiệu vào những video khác. Còn hôm nay mục đích là để giới thiệu cho các bạn về sản phẩm trà hoa vàng Tam Đảo sấy lạnh. Đây là những bông hoa trà này. Tính ra thì chúng ta uống trà hoa vàng là rẻ hơn trà xanh rất nhiều. Vì trà xanh chúng ta pha chỉ là một lần rồi chúng ta sẽ đổ vã đi. Nhưng đặc biệt là cái trà hoa vàng này chúng ta có thể pha liên tục từ 5 đến 7 ngày không thiêu. Và nước vẫn vàng. Nước vẫn vàng chúng ta phải pha như thế chúng ta mới hấp thu được hết tất cả những cái chất dược liệu có trong bông hoa trà này. Để liên hệ mua những cái sản phẩm hoa trà tốt nhất như thế này thì liên hệ theo số điện thoại ở bên dưới của chúng tôi. Trung tâm cây trà hoa vàng Tam Đảo có địa chỉ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó. Thì các bạn nhìn đây, một túi này là 500g. Khi các bạn mua hai túi này thì các bạn sẽ được tặng một voucher là 500.000 đồng. Giá thành chỉ còn 6 triệu 500 ngàn. Là miễn ship. Đó, các bạn nhìn thấy sản phẩm hoa tốt không ạ? Tất cả các hoa này được sấy theo công nghệ sấy lạnh nhá. Các bông hoa này. Đó. Một túi như thế này các bạn có thể sử dụng được rất là lâu. Rất là lâu. Và đặc biệt là chúng ta chỉ việc để trong tủ lạnh là có thể. Nếu cần thì chúng ta gắp ra một hạn. Mỗi lần pha thì chúng ta chỉ pha từ 1 đến 2 bông. 2 bông cho 2 lít nước và 1 bông cho 1 lít nước. Đó. Thì các bạn sử dụng những cái này là rất là tốt cho sức khỏe, cũng như đặc biệt là người già làm quà biếu, chúng ta có thể làm quà biếu rất là tốt. Đây, những sản phẩm này được trực tiếp hái và thu tại trung tâm cây trà hoa vàng Tam Đảo nhé các bạn nhé. Thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn cụ thể nhất về từng sản phẩm trà hoa vàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.